Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. 8 tỉnh thành miền Tây kéo dài chỉ thị 16 thêm 7 đến 14 ngày. Hà Nội thêm 49 ca nghi nhiễm. Ca nhiễm tăng, Hà Nội xây bệnh viện dã chiến 500 giường. WHO cảnh báo Delta phá hủy thành quả chống dịch của thế giới. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, tùy vào tình hình của dịch bệnh tại địa phương, các tỉnh miền Tây quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 1 đến 2 tuần. Sáng 31 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo chỉ thị 16 trong vòng 7 ngày từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Trong thời gian giãn cách xã hội, chính quyền tỉnh Bạc Liêu tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, địa phương này áp dụng chỉ thị 16 thêm 7 ngày. Sau thời gian này, căn cứ vào tình hình của dịch bệnh, địa phương sẽ có những phương án giãn cách phù hợp. Nói với Dinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho biết, địa phương đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, vì vậy Cà Mau áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 tuần từ ngày 2 tháng 8. Còn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói rằng, tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương và khu vực, tỉnh có thể áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 đến 2 tuần hoặc là nhiều hơn nữa. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp cho biết các địa phương này cùng kéo dài chỉ thị 16 thêm 14 ngày từ ngày 2 tháng 8. Trong 14 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ rà soát và sàng lọc lần 2 để tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chia sẻ. Chiều 17 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký văn bản hỏa tốc về việc đồng ý áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đối với 19 tỉnh thành phía Nam, nơi những dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện chỉ thị 16. Thủ tướng đồng ý bổ sung áp dụng chỉ thị 16 tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách 14 ngày, chậm nhất từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Hà Nội thêm 49 ca nghi nhiễm. Sở Y tế Hà Nội trưa 31 tháng 7 ghi nhận thêm 26 ca dương tính với nCoV liên quan đến 6 chùm ca nhiễm, nâng tổng số ca trong ngày lên 49. 26 ca mới gồm 2 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 16 người ở chùm lây nhiễm ho sốt thứ phát, 3 người liên quan đến chùm Tân Mai – Hoàng Mai, 2 người liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, 2 người ở công ty SEI, liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI và 1 liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ. Trong đó có 9 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 17 trường hợp phát hiện tại khu cách ly. Các ca phân bố theo địa bàn quận như sau. 6 ca tại Ba Đình, 3 ca tại Thanh Trì, 4 tại Đống Đa, 3 tại Hoàng Mai, 2 Bắc Từ Liêm, các quận huyện Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Tây Hồ, Thanh Xuân, Đông Anh, Thường Tín, Hoàn Kiếm, mỗi nơi 1 ca. 23 ca sáng nay gồm 12 người liên quan đến công ty SEI ở khu công nghiệp Thăng Long, 9 người ở chùm ho sốt Thứ Phát, 2 người liên quan đến chùm ca thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, từ ngày 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 11 cụm dịch, tổng cộng là 880 ca nhiễm. Ngày 30 tháng 7 ghi nhận 119 ca nhiễm, cao nhất từ đầu tháng và trong đợt dịch thứ tư. Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến 500 giường trong bối cảnh ngày 30 tháng 7 ghi nhận 144 ca COVID-19, cao nhất trong đợt dịch thứ tư. Số ca nhiễm hôm qua của cả nước là 8.622, tại 38 tỉnh thành, cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong đó có 6.920 ca được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 1.702 ca đang điều tra dịch tễ. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể gia tăng nhanh với các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội chỉ làm phẳng hóa đường cong lây nhiễm. Tại cuộc họp chính phủ với các địa phương về chống COVID-19 ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch bùng phát có giải pháp giảm tối đa ca tử vong, kiềm chế đỉnh dịch. Lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị các địa phương cách ly, giãn cách chặt chẽ,
nhưng phải hỗ trợ tối đa người dân với lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đáp ứng yêu cầu y tế của người dân ở mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, chính đáng, hợp pháp của người dân. Hà Nội đến nay đã trải qua một tuần cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh hiện rất khó đánh giá. Thành phố còn nhiều ca nhiễm lỗ mỗ trong cộng đồng, rải rác ở nhiều quận, huyện. Tình huống này đã được dự báo vẫn kiểm soát được. Sẽ tiếp tục có thêm F0 được phát hiện thông qua xét nghiệm người ho sốt. Nhiều ca chưa rõ nguồn lây nên chưa thể dự báo thời điểm nào khống chế được. Hiện cơ quan chức năng tăng cường lấy mẫu truy vết đến cùng, ông Tuấn nói. Để kịp thời ứng phó với diễn biến mới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Bệnh viện được xây dựng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh viện rộng 3,5 ha, quy mô 500 giường, có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng. Lực lượng nòng cốt là từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện do Bộ Y tế hỗ trợ. Bệnh viện xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị của ICU, khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm cao. Đây là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, dự kiến hoàn thiện sau một tháng khởi công, tức là cuối tháng 8, ông Hiếu nói. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc làm việc với thành phố về phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói, thành phố cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư khi đường phố còn đông. Thực hiện không nghiêm, không kiên quyết sẽ không giải quyết được vấn đề. Ông Phúc nói và cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh kéo dài cách ly xã hội thêm một thời gian là cần thiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 61 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16, riêng 19 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bình quân 3.385 ca mỗi ngày, phần lớn ở trong khu cách ly, khu phong tỏa. Thành phố đã chữa khỏi cho hơn 25.189 bệnh nhân và đang điều trị cho 36.700 bệnh nhân, trong đó có hơn 875 bệnh nhân thở máy và 8 người phải can thiệp ECMO. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã điều trị khỏi cho 381 bệnh nhân từ nặng, rất nặng sang nhẹ. Hiện dù tốc độ tăng ca nhiễm đã chậm lại, số ca mắc hàng ngày vẫn lớn vì dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng. Việc kiểm soát được dịch sẽ mất hàng tháng nên thành phố có thể kéo dài giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1 tháng 8, ông Phong nói. Về các giải pháp trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tập trung điều trị F0 nặng có bệnh nền, đưa hệ thống oxy dòng cao, máy thở hiện đại vào sử dụng sớm, tránh F0 chuyển biến suy hô hấp nặng, liên thông các tầng điều trị 3-4-5 để chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân tốt hơn. Tại Đà Nẵng, theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, thành phố sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng, bắt đầu từ 18 giờ ngày 31 tháng 7. Quyết sách trên được đưa ra trong bối cảnh 20 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận 568 ca COVID-19. Nhiều chuỗi lây nhiễm cộng đồng liên tiếp được phát hiện, nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. 47 trên 56 xã, phường ở Đà Nẵng có người nhiễm nCoV, đặt thành phố vào mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao. Ông Quảng nói thực tế 2 tháng qua, Đà Nẵng ban hành nhiều biện pháp chống dịch tương đương với chỉ thị 16. Thời gian tới, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. WHO cảnh báo Delta phá hủy thành quả chống dịch của thế giới. Thế giới đang có nguy cơ để mất những thành quả rất nỗ lực mới có được trong cuộc chiến chống COVID-19 khi biến chủng Delta lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 30 tháng 7, Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus cho biết số ca COVID-19 mới ở hầu hết các khu vực trên thế giới đã tăng 80% trong 4 tuần trở lại đây. Tại châu Phi, nơi mới chỉ có khoảng 1,5% dân số được tiêm chủng, số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng 80% trong thời gian này. Thành quả rất khó khăn mới có được của thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19 đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất đi và hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang bị quá tải. Ông Tedros nói, biến chủng Delta đang tạo ra thách thức mới cho cuộc chiến ứng phó với đại dịch của thế giới, thậm chí cả những quốc gia từng được coi là hình mẫu chống dịch. Theo WHO, Delta đã lan ra ít nhất 132 quốc gia, vùng lãnh thổ và hiện là biến chủng trội toàn cầu.
Maria Juan Kekove, trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách COVID-19 của WHO cho biết, đến nay đây là biến chủng dễ lây lan nhất, hơn khoảng 50% so với chủng cũ của virus SARS-CoV-2. Theo bà Kekove nói, một số quốc gia ghi nhận tỷ lệ người nhập viện do COVID-19 tăng, tuy nhiên biến chủng Delta không làm tăng tỷ lệ tử vong ở người mắc COVID-19. Trước đó, New York Times dẫn lời một tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, Delta dễ lây lan như thủy đậu, trung bình mỗi người nhiễm biến chủng Delta có thể lây bệnh cho trung bình từ 8 đến 9 người. Với các chủng ban đầu, mỗi người bệnh chỉ lây lan virus cho khoảng 2 người, tương tự bệnh cảm cúm thông thường. Delta cũng có thể gây bệnh nặng hơn cho người mắc COVID-19. Tuy vậy, cả CDC Mỹ và WHO đều nhấn mạnh đến hiệu quả của các vaccine hiện thời trong việc đối phó với Delta. Theo CDC Mỹ, vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong ở bệnh nhân COVID-19 đến 10 lần, giảm nguy cơ nhiễm bệnh khoảng 3 lần. Marian, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, các vaccine hiện tại được WHO phê chuẩn đều có hiệu quả đáng kể trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng, nguy cơ nhập viện ở người nhiễm bất cứ biến chủng nào của SARS-CoV-2, trong đó có cả Delta. Chúng ta đang chiến đấu với một loại virus, nhưng virus đã trở nên dễ lây lan hơn. Ông thích ứng để truyền bệnh từ người sang người hơn. Sự thay đổi là ở chỗ đó, ông Ryan nói. Dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 20 triệu ca mắc, trong đó có hơn 4 triệu người đã tử vong. WHO kêu gọi các nước chia sẻ vaccine và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để đặt mục tiêu tất cả các nước tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số vào giữa năm sau, ngăn chặn đà lây lan và biến chủng của virus. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.